Và bây giờ chúng ta đến với trận đấu chung kết của giải bóng đá kỷ niệm 10 năm thành lập hội MU FC của Việt Sinh và Nam Cao. Hai đội đã giành thắng trong hai trận đấu bán kết. Ở trong hiệp 1 này thì các cầu thủ Việt Sinh sẽ mặc bộ trang phục màu vàng và ở bên phía tay phải, và Nam Cao sẽ mặc bộ trang phục màu đỏ và ở bên phía tay trái. Và chúng ta cùng đến với những diễn biến trong hiệp 1 trận đấu của Nam Cao và Việt Sinh rất nguy hiểm. Đã có pha dứt điểm ngay từ những phút đầu tiên của Nam Cao. Vẫn đang là Nam Cao. Bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của Nam Cao ở những phút đầu tiên. Mất bóng, cơ hội dành cho Việt Sinh không được. Phá dứt điểm đầu tiên từ đội bóng áo vàng. Đường truyền với Tuấn không được, đã không có được pha bóng theo kịp trong tình huống vừa rồi. Gia Bảo vẫn đang là Nam Cao, rất cố gắng. Gia Bảo rất nhanh, đầy chủ động. Đá biên dành cho Nam Cao. Vẫn đang là đội bóng áo đỏ. Chưa thể có một tình huống xử lý khi mà đã bị bao vây. Văn Minh. Tiếp tục là cơ hội dành cho Việt Sinh. Không được. Quả đá phạt góc dành cho đội bóng áo vàng. Pha đá phạt góc đầu tiên không được, điểm bóng cắt chưa được tạo ra trong tình huống vừa rồi. Thêm một cơ hội phản công dành cho Việt Sinh. Đường truyền sâu Kim tốt với Quốc Tùng không được. Đá biên dành cho Việt Sinh. Văn Minh. Tiếp tục là quả phạt góc thứ hai dành cho Việt Sinh. Sút xa rất nguy hiểm. Một tình huống dứt điểm. Động tác dứt điểm đá nối rất nhanh của Quốc Tùng. Phạt góc, thêm quả phạt góc dành cho Việt Sinh. Quốc Tùng. Tiếp tục là một tình huống đá biên dành cho đội bóng áo vàng. Mất bóng, phản công dành cho Nam Cao. Không được, và để bóng hơi dài. Không thể vượt qua được Văn Minh trong tình huống vừa rồi. Vẫn đang là Việt Sinh. Chống phản công tốt, Gia Bảo.
Tỷ số vẫn đang là không đều. Số 13 Anh Thuận là người đã ghi bàn mở tỷ số trong trận bán kết dành cho Nam Cao. Chưa thể có pha dứt điểm. Tiếp tục là Nam Cao. Phản công dành cho Việt Sinh, tốc độ phản công rất nhanh. Cơ hội dành cho Quốc Tuấn, không được. Cú đá vẫn hơi nhẹ và chưa đủ khó, rất nhanh của Văn Minh. Văn Minh, không được. Đầy cố gắng của Văn Minh ra bảo. Được chưa tốt. Vẫn đang là đội bóng áo vàng với một sự chủ động hơn hẳn. Rất nhanh, Gia Bảo không được. Chống phản công tốt, Văn Minh. Sự quyết liệt đã được thể hiện ngay từ những phút đầu tiên. Đá biên dành cho Việt Sinh. Văn Minh. Không được. Tiếp tục là một tình huống chống phản công tốt. Thêm một cơ hội, không được. Pha để bóng vẫn hơi dài của cầu thủ bên phía Việt Sinh. Nguyễn Anh Thi. Góc hẹp. Phạt góc dành cho Nam Cao. Văn Minh. Sẽ có đá phạt dành cho Nam Cao. Có thời gian hội ý. Cơ hội mở tỷ số dành cho Nam Cao. Không được. Phản công nhanh. Đã có một tình huống chống phản công thành công của Nam Cao. Quốc Tùng. Văn Minh. Đá biên dành cho Nam Cao. Rất quyết liệt và căng ngang. Dứt điểm, không được. Số cơ hội của hai đội đang ngang nhau trong những phút đã qua của hiệp đấu thứ nhất. Văn Minh. Phản công nhanh.
Văn Minh chơi hay ở tình huống chống phản công vừa rồi. Rất hay. Không được. Sẽ có một tình huống đá biên. Đá biên dành cho Nam Cao. Tốc độ rất tốt. Tỷ số chưa được mở dành cho Việt Sinh. Và solo rất hay trong tình huống vừa rồi. Đạp xa rất nhanh của Văn Minh. Thêm một tình huống đá biên dành cho Nam Cao. Cơ hội dứt điểm. Không được. Cơ hội để mở tỷ số dành cho Nam Cao. Và bàn mở tỷ số đã tới dành cho Nam Cao. Phá dứt điểm từ cự ly gần chính xác. Và 1-0 dành cho Nam Cao. Đức Anh. Đánh chặn tốt. Bi không được. Rất quyết liệt. Nỗ lực solo rất đáng khen. Không được rồi. Bi. Đá biên dành cho Việt Sinh. Văn Minh. Văn Minh. Quả đá biên dành cho Nam Cao. Tỷ số trận chung kết đã được mở dành cho Nam Cao. Đức Anh. Vẫn Đức Anh. Dứt điểm, không được. Tình huống ba thủ môn của Việt Sinh của Nam Cao đã chơi tốt. Việt Sinh vẫn đang tổ chức khá nhiều những cơ hội về phía khung thành của đối phương. Thêm một tình huống dứt điểm từ xa nữa, tới từ Đức Anh. Tiếp tục là sút xa. Phạt góc dành cho Việt Sinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dứt điểm, không được. Vẫn đang là Việt Sinh. Như vậy tạm thời hiệp 1 khép lại với chiến thắng đang là 1-0 nghiêng về phía Nam Cao. thaovip.com.vn thế giới bóng đá.net giây bóng đá chính hãng dành cho bạn. Đội MUFC hiệp một tạm thời đang khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía Nam Cao. Tỷ số 1-0 còn giúp cho Nam Cao sẽ có được lợi thế trong hiệp đấu này. Bi chưa thể dứt điểm. Vẫn đang là anh Thi, Quốc Tùng, Bi. Đá biên dành cho Nam Cao. Cơ hội phản công dành cho Việt Sinh, Quốc Tùng. Quốc Tùng, Đức Anh, đá biên dành cho Nam Cao. Đường truyền tốt. Bi dứt điểm, không được. Chưa thể là 2-0.
không cho hút, cứu hút. Thôi Thành ơi. Vẫn đang là cơ hội dành cho Nam Cao, không được. Cú đá tương đối tốt từ anh Thuận, rất quyết liệt. Đá phạt dành cho Nam Cao. Pha dứt điểm từ xa và bóng đã đi chưa chính xác. Đức Anh, vẫn là Đức Anh, không được. Thêm một quả đá phạt góc dành cho Việt Sinh. Quốc Tùng, dứt điểm, không được. Thêm một tình huống đá biên, đánh đầu, không được. Đá biên, tiếp tục là quả đá biên dành cho Nam Cao. Phản công dành cho Việt Sinh. Đức Anh bị theo kèm rất sát ở phía sau, đường truyền ra cơ hội, không được. Sau đó Đức Anh đã sửa sai tốt. Tạm thời tỷ số vẫn đang là 1-0 nhưng về phía Nam Cao. Đức Anh, vẫn là Đức Anh, sút xa rất nguy hiểm nhưng thủ môn của Nam Cao đã bắt dính bóng. Tiếp tục có quyền thay đổi người bên phía Việt Sinh. Đường truyền xuống đáy biển, không được. Đá biên dành cho Việt Sinh. Dứt điểm, không được. Vẫn là những tình huống dứt điểm chưa chính xác. Đức Anh, phản công dành cho Việt Sinh. Dứt điểm, không được. Thank you.
Đức Anh. Phạm Đức Anh bị theo sát ở phía sau và chưa thể có một tình huống chuyền bóng tốt để xoay chuyển. Đức Anh rất tốt. Gia Bảo, Gia Bảo cơ hội để nâng tỷ số. Quá đáng tiếc cho Gia Bảo. Phản công dành cho Việt Sinh. Có thể đây sẽ là cơ hội để gỡ hòa. Rất đáng tiếc. Thủ môn của Việt Sinh là người đã băng lên trong tình huống vừa rồi, mở ra cơ hội phản công. Thuận, Gia Bảo vẫn. Anh Thuận không được. Rất hay. Thêm quả đá phạt góc dành cho Nam Cao. Rất anh Thuận. Thêm một tiếng đá biên dành cho Nam Cao. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nhưng về phía Nam Cao vào lúc này. Đường chuyền của anh Thuận. Góc khuất rất nguy hiểm. Cú đá rất tốt trong tình huống vừa rồi. Đá biên dành cho Nam Cao. Thêm quả phạt góc dành cho đội bóng áo đỏ. Văn Minh. Thêm một cơ hội phản công. Rất cố gắng Văn Minh, cơ hội gỡ hòa. Chưa có bàn gỡ. Dù cho đó là một đường phản công rất tốt từ Việt Sinh. Không được. Đánh chặn hay. Pha phạm lỗi. Bây giờ sẽ là quả đá phạt dành cho Việt Sinh. Dứt điểm không được. Thêm quả phạt góc cho Việt Sinh. Chống phản công rất hay. Nỗ lực phòng ngự từ Gia Bảo. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nhưng phía Nam Cao. Tiếp tục là tình huống chơi tốt từ Gia Bảo. Không được. Việt Sinh vẫn đang rất cố gắng, liên tục nỗ lực để tạo ra cơ hội. Nhưng cho tới lúc này họ vẫn chưa thể có được bàn gỡ hòa.
rất nguy hiểm. Rất hay. Được chuyển, không được. Lại là một cỗ phản công. Vẫn chưa thành công. Sút xả. Đá biên dành cho Nam Cao. Những phút cuối. Đá phạt cho Nam Cao. Rất nguy hiểm. Vẫn chưa có bàn gỡ. Và như vậy trận đấu khép lại. Và chức vô địch đã thuộc về Nam Cao sau thắng lợi duy nhất với tỷ số 1-0 trong trận chung kết.